Nữ du khách mặc bikini nhặt rác nói gì về việc bị lên án phản cảm? Ngày 3 tháng 8, ông Trần Văn Tiếp, Giám đốc Vườn Quốc gia Núi Chúa cho biết đang phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận, xác minh việc nhóm du khách đăng hình mặc bikini nhặt rác phản cảm tại Vịnh Vĩnh Hy. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Hải cho biết đã tiếp nhận thông tin vụ việc và xác minh để đề nghị những người này gỡ hình ảnh các phụ nữ mặc bikini gây phản cảm trên mạng xã hội. Trước việc bị lên án phản cảm và sẽ bị nhắc nhở, chị Ngô Như Quỳnh, một trong các du khách trong nhóm trên đã có thông tin phản bác. Vào dịp cuối tuần thì tôi và các bạn tổ chức một cái chuyến đi du lịch về Vĩnh Hy, cuối tuần vừa rồi là tổng tầm từ 28 cho đến 31 tháng 7 tại Vĩnh Hy và ở tại một cái homestay nhỏ ngay trong Vĩnh Hy. Rồi thì cũng hoạt động hàng ngày của người du lịch thì chúng tôi cũng đi ra biển, đi cano ra biển, tắm biển và đi vòng quanh cái làng chài để mà mình tham quan. Thì trong quá trình đi như vậy thì có một người bạn trong nhóm cũng là một cái người đang làm tại homestay đó mới nói là tại địa phương này thì rất là nhiều rác thải, đặc biệt là chai nhựa, nó trôi nổi trên biển mà nó tấp vào các đảo, nên là cũng khuyến khích các du khách nếu mà trong cái quá trình đi chơi mà mình có thấy á thì mình chủ động mình nhặt rác mình đem về để nó không ảnh hưởng tới môi trường, tại vì nhựa thì rất là lâu nó mới phân hủy. Thì mọi người trong nhóm đều đồng tình là đây là một cái ý kiến rất là hay, tại từ nào đến giờ có thể mình đi chơi nhưng mình cũng hơi vô tâm, mình cũng không để ý lắm. Tức là mình thì không đến mức sẽ đi xả rác ra môi trường, nhưng mà cái việc mà cùng chủ động và bảo nhau nhặt rác thì có thể mọi người chưa chú ý lắm. Nên là lần đầu tiên đến Vĩnh Hy có cái ý tưởng này nên mọi người rất là ủng hộ. Do vậy khi chúng tôi đi cano ra biển thì cứ một cái đảo nào mình ghé làm tắm biển á, thì mọi người sẽ nhân tiện nếu thấy rác thì mọi người sẽ cùng bảo nhau cùng đi nhặt những cái rác đó dùng đóng lại và bỏ vào bao rồi mang về đất liền. Và tất nhiên khi đi ra biển thì chúng tôi phải mặc bikini rồi. Có người mặc bikini, có người mặc đồ bơi bình thường, có người mặc một mảnh, cái đó nó rất là bình thường, đúng không? Và như vậy thôi, thì mọi việc cứ diễn ra như vậy. Còn cái việc chụp hình đăng Facebook thì nó là một cái hoạt động mang tính là mọi người chia sẻ cái câu chuyện của chính mình cho bạn bè thôi, chứ chúng tôi cũng không hề làm việc đấy để mà mưu cầu được nổi tiếng hay là được báo chí để ý. Còn cái việc các bạn cảm thấy đó là một hành động mang tính lan tỏa, các bạn lấy hình ảnh về rồi đăng, thì thực ra chúng tôi cũng không kiểm soát được. Cho đến chiều hôm nay khi mà nhận được bài báo đó, bạn bè chúng tôi gửi nhau, thì thực sự mọi người kiểu rất sốc, cảm thấy giống như kiểu là mình không hiểu việc gì đang diễn ra giữa cái xã hội này cả. Ví dụ như những cái việc làm sai đáng lên án thì chúng ta cùng lên án, còn những cái việc tốt thì thực ra chúng tôi cũng không mong đợi được khen, nhưng mà chỉ cần mọi người đọc thấy một cái thông điệp hay, mọi người cùng bảo nhau chúng làm một cái điều tốt thì đó là điều chúng tôi rất là mong. Chứ còn anh bảo là từ cái việc đấy mà đưa nó thành một cái việc là đáng lên án phản cảm thì chúng tôi không hiểu, bởi vì rõ ràng đi tắm biển thì mọi người phải mặc bikini, thi hoa hậu lên sân khấu còn cho mặc bikini để mà tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ mà, đúng không? Còn cái việc nhặt rác đó là cái việc chúng tôi diễn ra hoàn toàn là tùy tâm tùy hứng, chúng tôi không lên kế hoạch cho cái việc đi nhặt rác. Chúng tôi đi tắm biển và tình cờ thấy rác thì nhặt, tất cả diễn ra bằng cái tình cảm của mình với cái việc là mình có thể bảo vệ biển ngay trước mắt và có thông điệp cho những người khác ở những vùng biển khác. Tất cả chúng ta nếu cùng chung tay thì nó cũng giúp ích được phần nào, và tất cả những gì chúng tôi làm chỉ là như vậy thôi. Thế rốt cuộc chiều nay khi nhận một cái bài báo như vậy, chúng tôi cảm thấy là tất cả những anh chị em trong nhóm cảm thấy giống như mình đang làm một cái việc gì đó hết sức vô nghĩa. Và cái thói quen con người là sẽ mình tự thủ thế lại, mình cảm giác từ giờ mình không muốn làm những cái việc tốt nữa, tại những việc tốt đâu có được ca ngợi đâu mà còn có thể bị xuyên tạc như vậy. Còn thực sự về mặt văn bản thì trước khi cái chuyện văn bản này có đến tay chúng tôi hay không thì chúng tôi cũng đã liên hệ với luật sư để làm việc và có văn bản kiến nghị. Những cái thông tin như vậy chúng tôi cho rằng như thế là không tôn trọng phụ nữ, thậm chí là bôi nhọ phụ nữ, bởi vì chúng tôi không làm gì sai về mặt đạo đức, thuần phong mỹ tục và pháp luật.